ngày hoàng đạo, ngày hắc đạo, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo và cách tính toán. Ngày hoàng đạo là gì? Ngày hắc đạo là gì? Ngày hoàng đạo, ngày hắc đạo là những khái niệm thường xuyên được nhắc đến hiện nay, nhất là những người theo phong thủy. Tuy nhiên, khi hỏi đến những khái niệm này, không phải ai cũng lý giải được. Vậy ngày hoàng đạo là gì? Ngày hắc đạo là gì? Và cách tính như thế nào? Hoàng đạo chính là quỹ đạo chuyển động của mặt trời. Thông qua quỹ đạo chuyển động đó, ta có thể nhìn thấy đường đi của mặt trời trong năm và giữa các năm với nhau, với có sự khác biệt tạo nên thời tiết, khí hậu và các mùa. Khi mặt trời di chuyển sẽ có các vị thần khác nhau đi theo để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau. Trong 12 giờ sẽ có 12 vị thần luân phiên nhau túc trực. Đường đi của vị thần tiện được gọi là hoàng đạo. Ngày này rất may mắn, khi làm việc lớn sẽ dễ dàng thành công và vì được các vị thần phù hộ. Còn đường đi của vị thần ác được gọi là ngày hắc đạo. Các vị thần bình thường không thể ngăn cản được thần ác. Trong những ngày này, thần ác đi qua, mọi người nên tránh làm mọi việc, nhất là việc lớn, nếu không muốn gặp phải chuyện rắc rối xui xẻo. Cách tính ngày hoàng đạo, ngày hắc đạo trong tháng. Ngày hoàng đạo, ngày hắc đạo trong tháng âm lịch được tính như sau: tháng Giêng và tháng 7, ngày hoàng đạo là Tý, Sửu, Tỵ và Mùi; ngày hắc đạo Ngọ, Mão, Hợi và Dậu; tháng 2 và tháng 8, ngày hoàng đạo Dậu, Dần, Mão, Mùi; ngày hắc đạo Thân, Tỵ, Sửu và Hợi; tháng 3 và tháng 9, ngày hoàng đạo Thìn, Tỵ, Dậu và Hợi; ngày hắc đạo Tuất, Mùi, Sửu và Hợi; tháng 4 và tháng 10, ngày hoàng đạo Ngọ, Mùi, Sửu và Dậu; ngày hắc đạo Tý, Dậu, Tỵ và Mão; tháng 5 và tháng 1, ngày hoàng đạo Thân, Dậu, Sửu và Mão; ngày hắc đạo Dần, Hợi, Mùi và Tỵ; tháng 6 và tháng chạp, ngày hoàng đạo Tuất, Hợi, Mão và Tỵ; ngày hắc đạo Thìn, Sửu, Dậu và Mùi. Giờ hoàng đạo là gì và giờ hắc đạo là gì? Ngoài việc chọn ngày lành tháng tốt thì chọn giờ hoàng đạo hay tránh hắc đạo thì đấy là một việc làm có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Vậy giờ hoàng đạo là gì và giờ hắc đạo là gì và có ý nghĩa như thế nào? Giờ hoàng đạo chính là giờ tốt, giờ lành. Trong khung giờ này, người ta có thể tiến hành làm những việc trọng đại trong đời như cưới hỏi, xây nhà, buôn bán, an táng. Trái ngược với giờ hoàng đạo là giờ hắc đạo, đây là giờ xấu, không tốt. Chúng ta nên tránh làm việc lớn trong nhà, trong đời ở những khung giờ này để cuộc sống và mọi việc được suôn sẻ. Tuy nhiên, khi chọn giờ hoàng đạo cần phải để ý tới thời tiết, vì cũng có giờ tốt nhưng thời tiết lại xấu. Các giờ sẽ được đặt theo 12 con giáp: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Mỗi ngày có 12 giờ, trong đó 6 giờ tốt và 6 giờ xấu. Cách tính giờ hoàng đạo và hắc đạo trong từng ngày sẽ được tính theo bảng, theo câu thơ: đi đứng bình yên, đến đâu cũng được người quen đón chào. Đến cửa động đào có tiên đưa đón qua đèo thiên thai. Ai ngóng đợi ai đường đi suôn sẻ, đẹp đôi bạn đời. Cuối đất cùng trời, đến nơi đắc địa còn ngồi đắn đo. Đẹp đẽ tiền đồ, qua sông đừng vội đợi đò sang ngang. Sẵn kế đưa đường, băng đèo, vượt suối, đem sang đồn điền. Như vậy theo bảng này, nhìn vào này chúng ta có thể biết những chữ có phụ âm đầu là D, viết hoa, sẽ cho ta biết đây là những ngày hoàng đạo. Ví dụ, ngày Dần hoặc ngày Thân thì giờ hoàng đạo đóng ở các giờ Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất. Đây là những thông tin về ngày hoàng đạo, giờ hoàng đạo, ngày hắc đạo và giờ hắc đạo và cách tính của chúng. Bạn có thể căn cứ vào những thông tin này để tính ngày và giờ tốt để thực hiện các công việc trọng đại, đồng thời tránh những ngày xấu và giờ xấu.